Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 12 giờ 40 phút chiều 13 tháng 12 năm 2017 trên quốc lộ 15A, đoạn qua thôn Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các anh Nguyễn Văn Sơn 24 tuổi, Võ Tá Muôn 24 tuổi và Võ Văn Đồng 24 tuổi cùng trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chở nhau đi trên xe máy lưu thông trên quốc lộ 15A. Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với ô tô mang biển xanh 38A00224 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm rất mạnh khiến cả ba thanh niên đi trên xe máy văng xa, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh cho hay, xe ô tô biển 38A00224 là của Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa xong.